Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là 10 phút chương trình cùng toàn dân phòng cháy nổ trên VTC14 ngày 25 tháng 1 năm 2022. Thưa quý vị, chỉ còn một tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Thời điểm này, tại các bệnh viện vẫn còn nhiều bệnh nhân đang điều trị. Các thiết bị dùng điện, hóa chất sẽ được sử dụng nhiều hơn. Vì thế gia tăng nguy cơ cháy nổ tại bệnh viện rất cao. Ghi nhận tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội trong tiểu mục khu dân cư an toàn. Còn trong tiểu mục điều cần biết sẽ là cảnh báo và hướng dẫn khi có cháy nổ phát sinh trên các tàu chở xăng dầu. Trước khi đến với hai tiểu mục này, hãy đến với cháy nổ 24 giờ. Nhà xưởng hàng ngàn mét vuông ở phường Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh vừa bất ngờ bốc cháy dữ dội, ngọn lửa đỏ rực bốc cao cuồn cuộn. Người dân xung quanh hốt hoảng ôm đồ đạc, tài sản tháo chạy thoát thân. Một đám cháy lớn xuất phát từ nhà xưởng trong hẻm 100 đường Tô Ngọc Vân, phường Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm khu xưởng. Đám cháy sau đó bùng lên dữ dội, cột khói bốc cao hàng chục mét. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an quận 12 phối hợp cùng lực lượng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ PC07 công an thành phố Hồ Chí Minh cùng nhiều đơn vị khác khẩn trương có mặt dập lửa. Tuy nhiên do đám cháy lớn nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Theo thông tin từ phòng PC07, khu nhà xưởng này bao gồm nhiều xưởng sản xuất, chất cháy chủ yếu là gỗ, nệm mút, cao su. Lực lượng chức năng đã điều 5 đơn vị chữa cháy quận 12, thành phố Thủ Đức, Gò Vấp, Bình Thạnh, PC07 đến nơi triển khai lực lượng nhiều hướng khống chế đám cháy. Hơn 1.000 mét vuông nhà xưởng đã bị thiêu rụi, đám cháy đã được khống chế, không cháy lan sang các kho lân cận và các nhà dân xung quanh. Vụ cháy không có thiệt hại về người, nguyên nhân cơ quan chức năng đang điều tra. Thời gian gần đây, các vụ cháy nổ thường xuyên xảy ra ở diện rộng trên toàn quốc, đặc biệt vào dịp cận kề Tết Nguyên đán. Đây là thời điểm có nguy cơ xảy ra cháy cao do thời tiết khô hanh, độ ẩm trong không khí thấp, vật liệu khô dễ bắt cháy. Thêm vào đó, các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, chợ, trung tâm thương mại đang tập trung một khối lượng hàng hóa lớn để phục vụ Tết. Việc sử dụng lửa, điện trong sinh hoạt và sản xuất gia tăng, cho nên chỉ cần một sơ suất nhỏ sẽ gây ra cháy. Theo Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, nguyên nhân gây cháy trong dịp Tết chủ yếu do người dân sơ suất, bất cẩn trong sử dụng lửa, các thiết bị tiêu thụ điện, thắp hương, thờ cúng và đốt vàng mã không bảo đảm các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy. Trong những năm gần đây, tình trạng xảy ra cháy tại các chợ trong dịp Tết Nguyên đán khá phổ biến. Không những cháy xảy ra tại các chợ tạm mà cả những trung tâm thương mại lớn, hiện đại cũng đã xảy ra cháy. Những ngày giáp Tết, lượng hàng hóa tập trung về các chợ rất lớn, vì vậy nếu để xảy ra cháy thì thiệt hại vô cùng lớn. Ở các khu dân cư, việc sử dụng lửa, điện, khí đốt hóa lỏng, thắp hương thờ cúng, đốt vàng mã còn rất tùy tiện, không bảo đảm các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy. Việc lấn chiếm cầu thang thoát nạn để làm bếp đun nấu, để vật dụng còn rất phổ biến. Qua công tác kiểm tra, một số khu dân cư cũ, cầu thang gỗ cũng là nơi để xe đạp, sắt thép xây dựng và gầm cầu thang được trưng dụng làm bếp đun nấu. Nếu cháy xảy ra thì không có đường thoát nạn. Hệ thống điện ở các khu dân cư cũng không bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy. Lực lượng phòng cháy chữa cháy khuyến cáo đối với các hộ gia đình cần thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, các thiết bị điện, bếp đun để kịp thời khắc phục những nguy cơ gây cháy. Tắt nguồn lửa và ngắt các thiết bị điện khi không sử dụng. Cẩn trọng trong việc thắp hương, đốt vàng mã vào dịp Tết. Bên cạnh đó, cần trang bị phương tiện chữa cháy tại chỗ như bình chữa cháy xách tay, nước chữa cháy và hướng dẫn các thành viên trong gia đình cách sử dụng, chuẩn bị phương án thoát nạn cho người và tài sản để phòng cháy xảy ra. Đặc biệt, một số người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất chỉ quan tâm đến sản xuất kinh doanh mà chưa quan tâm đúng mức đến công tác bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy. Cơ quan này cũng lưu ý mọi người dân cần đề cao cảnh giác, không để xảy ra cháy nổ trong dịp Tết cận kề. Phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay là tiểu mục khu dân cư an toàn. Thưa quý vị và các bạn, Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đang đến gần. Thời điểm này tại nhiều bệnh viện vẫn có đông bệnh nhân đến điều trị, thăm khám. Nếu xảy ra cháy nổ sẽ nguy hiểm đến bệnh nhân và y bác sĩ. Do đó, việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy tại bệnh viện, phòng khám nhằm đảm bảo an toàn khám chữa bệnh cho người dân cần được đặc biệt chú trọng, ghi nhận tại Hà Nội. Đây là một buổi tuyên truyền hướng dẫn các kỹ năng về phòng cháy chữa cháy được tổ chức tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô. Các bác sĩ, điều dưỡng của bệnh viện được cán bộ phòng cháy chữa cháy hướng dẫn một cách cụ thể về cách sử dụng các thiết bị chữa cháy, cách xử lý đám cháy khi mới phát sinh. Để buổi tập huấn được hiệu quả, Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cũng huy động phương tiện và triển khai đội hình chữa cháy khi có tình huống cháy nổ để các cán bộ bệnh viện theo dõi. Trong cái thời điểm mà cận Tết này thì đúng là công việc của bệnh viện rất là nhiều, đặc biệt là công tác chuyên môn liên quan đến các công tác sổ sách, giấy tờ, thanh quyết toán, rồi các công tác chuyên môn khác,
Thực sự thì trong thời điểm này thì các công việc thì cũng rất là nhiều, nhưng mà về công tác phòng chống cháy nổ thì chúng tôi cũng quán triệt các anh em ở các phòng chức năng và các khoa lâm sàng là phải luôn luôn thực hiện nghiêm túc. Trước hết là nghiêm túc theo các quy định của pháp luật đã quy định, và thứ hai là nghiêm túc theo nội quy phòng chống cháy nổ của bệnh viện đã đề ra, và cũng luôn luôn thực hiện theo đúng những cái khuyến nghị, khuyến cáo trong các đợt kiểm tra về phòng chống, công tác phòng chống cháy nổ bệnh viện do Công an quận Hai Bà Trưng kiểm tra từng quý. Hầu hết những vụ cháy nổ tại bệnh viện phần lớn do nguyên nhân về điện, dù được lực lượng tại chỗ khống chế dập tắt, không gây thiệt hại về người và tài sản. Tuy nhiên, những vụ cháy xảy ra khiến nhiều bệnh nhân cảm thấy hoảng loạn. Do đó, bên cạnh việc tổ chức tập huấn, thời điểm cuối năm, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cũng tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh các tồn tại về phòng cháy chữa cháy tại các khu vực khám chữa bệnh. Từ đó nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, góp phần giảm thiểu thiệt hại khi có cháy nổ xảy ra. Các cơ quan quản lý nhà nước phải thực hiện tốt về cái công tác kiểm tra, có kế hoạch kiểm tra và kiểm tra liên ngành đối với các cái cơ sở trên địa bàn để thực hiện tốt các cái quy định về phòng cháy cháy, đồng thời là có những cái cam kết đảm bảo an toàn phòng cháy cháy. Thì trong nội dung về cái cam kết đảm bảo an toàn phòng cháy cháy thì cũng đưa ra đầy đủ chi tiết về các cái nội dung, các yêu cầu để làm sao mà chủ các cơ quan doanh nghiệp và các cái cơ sở hộ gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh nắm rõ và vận dụng vào cái thực tế để đảm bảo được cái an toàn về phòng cháy cháy ở trên địa bàn theo kế hoạch phòng cháy cháy mùa hanh khô. Thời điểm cuối năm, tại nhiều bệnh viện vẫn có rất đông bệnh nhân đến để điều trị và thăm khám. Do đó, việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy là cần thiết để người bệnh vừa được chăm sóc sức khỏe, vừa được đón Tết trong an toàn. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua đã có không ít vụ cháy nổ nghiêm trọng xảy ra trên các tàu chở xăng dầu tại khu vực các cảng biển. Thực tiễn cho thấy đang có rất nhiều khó khăn, gây ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả công tác chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn. Vào thời điểm cuối năm, cận Tết như hiện nay, tần suất hoạt động của các tàu này cũng nhiều hơn, nguy cơ cháy nổ cũng sẽ cao hơn. Điều này đòi hỏi công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại đây phải hết sức được chú trọng. Trong tiểu mục Điều cần biết ngày hôm nay, chuyên gia phòng cháy chữa cháy của chúng tôi sẽ đưa ra những nguyên nhân và cách xử lý khi có cháy nổ phát sinh trên các tàu chở xăng dầu. Trong quá trình làm hàng cũng như là xuất nhập, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ là cái thứ nhất, thì là do vi phạm các quy định về an toàn phòng cháy cháy trong quá trình làm hàng. Thì cái việc xuất nhập thao tác của thuyền viên trên tàu và kỹ thuật viên ở đối với các bến xuất nhập là cái việc thao tác sai quy trình là tiềm ẩn nguy cơ. Thứ hai là do vấn đề là điều kiện tự nhiên. Do đó cơ quan phòng cháy cháy là nghiêm cấm là cái việc xuất nhập hàng trong những cái thời điểm thời tiết có nguy cơ mà phát sinh sét, mưa, dông là tuyệt đối không làm. Khi có sự cố xảy ra thì toàn bộ thuyền viên ở trên tàu thì trên nguyên tắc 4 tại chỗ. Thì toàn bộ thuyền viên phải thực hiện đúng theo cái phương án đã được xây dựng và huấn luyện đối với những tình huống cháy cụ thể khác nhau. Cháy chẳng hạn như là cháy hầm máy, cháy khu vực hầm chứa nhiên liệu hoặc là ở một số khu vực khác thì ở phương án nó đã thể hiện thì toàn bộ thuyền viên phải tuân thủ theo đúng quy trình được nêu tại phương án đó. Khi xảy ra một tình huống cháy trên tàu thì toàn bộ thuyền viên có mặt tại tàu tại thời điểm đó phải trước hết là chúng ta là phải nắm được cái vị trí cháy tại đâu, đồng thời sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ, để nếu mà đối với tình huống có thể xử lý được tại chỗ được thì sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ, chẳng hạn như bình chữa cháy xách tay, hệ thống nước chữa cháy, hệ thống chữa cháy tự động bằng khí khởi động và dập tắt đám cháy tại khu vực đó. Đồng thời với việc đó thì phải gọi điện báo cháy cho lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy theo số 114. Cũng đồng thời với những cái nhiệm vụ đó thì chúng ta phải kịp thời, nếu mà trong quá trình xuất nhập hàng mà xảy ra sự cố phải ngay lập tức là phải tạm dừng ngay những việc xuất nhập hàng đó và cách ly khu vực cháy cách ly khu vực cháy đối với những nguồn cháy khác ở lân cận. Dựa trên đặc điểm và mục đích của tàu chở xăng dầu mà thiết kế và trang bị các hệ thống thiết bị khác nhau để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, như hệ thống chữa cháy bằng bọt cố định trên boong chở hàng, trang bị thiết bị tự động báo cháy trong buồng máy và các trạm điều khiển, tàu cánh ngầm và trang bị hệ thống tự động phát hiện
và báo cháy cố định trong buồng máy và các điểm báo cháy bằng tay ngay bên ngoài buồng máy và buồng lái. Nếu tàu được trang bị sẽ giảm thiểu nguy cơ cháy nổ do xăng dầu gây ra. Những hướng dẫn và cách xử trí khi xảy ra trên các tàu chở xăng dầu đã kết thúc chương trình cùng toàn dân phòng cháy nổ ngày 25 tháng 1 năm 2022. Xin trân trọng cảm ơn Tổng công ty Thủy Việt Nam, công ty cổ phần PVGas đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại vào 20 giờ 50 phút ngày 26 tháng 1 năm 2022 trên VTC14.